Takagawa xin chào tất cả các bạn. Ngô Đình Cẩn được biết đến là một nhân vật chính trị khá đặc biệt trong thể chế dòng họ Ngô một thời. Cẩn từng được mệnh danh là bạo chúa miền Trung, khét tiếng về cái sự bạo tàn, những tội ác rùng rợn của Cẩn khiến hàng vạn người dân căm phẫn tột độ. Nhưng mà ghê gớm mà mọi sợ hơn cả phải kể đến cái túi vui chiếu tràn khiến người ta khiếp đảm bạo chúa khét tiếng miền Trung. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng Taka tìm hiểu thực hư. Dùng mình thú vui chăn gối của bạo chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử và tìm hiểu đôi nét về tiểu sử của Ngô Đình Cẩn. Theo sổ rửa tội lưu ở nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, Huế, thì Ngô Đình Cẩn sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại họ đạo Phủ Cam và có tên thánh là Jean Baptiste. Dòng tộc Ngô Đình của Cẩn vốn có gốc gác xa xưa ở miền Sơn Tây. Sau những đợt Nam Tiến mà di dân vào sinh cơ lập nghiệp ở châu Bố Chính, trú tại làng Xuân Dục, nay thì thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Dù có cha từng là quan đại thần triều Nguyễn, nên tuổi thơ của Ngô Đình Cẩn cũng như là những người anh em ruột của mình đều được trải qua trong sự giàu sang, nhung lụa. Khác với những người anh em ruột, từ nhỏ Ngô Đình Cẩn cũng được gia đình cho đi học ở trường dòng Paladin Huế. Thế nhưng vì bản tính nghịch ngợm, ham chơi hơn học, nên đến năm lớp 3, Ngô Đình Cẩn bị cái nhọt to bằng nắm tay mọc ngay trên đỉnh đầu, gây chảy máu mủ rất là hôi hám và buộc phải nghỉ học. Sau một thời gian chạy chữa thuốc thang rồi cũng khỏi, tuy nhiên Ngô Đình Cẩn đã bỏ học luôn để ở nhà rong chơi cùng chúng bạn. Cẩn nghỉ học được mấy năm thì gia cảnh bắt đầu có phần sa sút vì cha của Cẩn, ông Ngô Đình Khả, bị triều đình giáng chức và buộc phải về nhà ngồi chơi xơi nước. Bực bội với chính quyền đô hộ thực dân Pháp vô đạo và đám quan lại đương triều, mỗi ngày ông Ngô Đình Khả cứ vào ra càm giam, chửi bới đến nỗi bị vướng vào tâm bệnh rồi qua đời. Hồi ấy tuy gia cảnh của cha mẹ Cẩn có phần sa sút, nhưng mà trong nhà vẫn có của ăn của để, ruộng đất thì còn nhiều, vẫn có người ăn kẻ ở để hầu hạ bà mẹ già, mà người đời lúc đó vẫn thường gọi là mẹ cố. Các anh và em của Cẩn, có người thì đã thành gia thất, có người đi học tận trời Tây, có người đi làm quan ở vùng đất khác. Các chị gái của Cẩn đều cũng đã vu quy về nhà chồng. Chỉ còn lại duy nhất một mình Cẩn, sớm tối quanh quẩn bên mẹ già, nên được các anh chị em trong gia đình phó thác cho trách nhiệm chăm sóc mẹ. Vì lẽ đó mà Cẩn rất được mọi người trong gia đình chiều chuộng, nhẹ lời. Theo truyền thống thì thường chỉ có người con trai trưởng cho gia đình mới được hưởng tập ấm. Nhưng mà đối với gia đình ông Ngô Đình Khả, có lẽ vì các con lớn đều có phẩm hàm riêng, với lại không cùng chung sống với gia đình, nên chỉ có Ngô Đình Cẩn, dẫu rằng không phải là con cả trong nhà, nhưng mà vì sinh sống cùng mẹ nên được hưởng sự ưu ái, thừa hưởng hương hỏa của cha mẹ. Dùng mình thú vui chăn gối khiến cho người người khiếp đảm của em trai Ngô Đình Diệm. Về cái chuyện gối chăn giới tính, Cẩn có thể được xem là một gã quái nhân không hơn không kém. Theo lời của những người thân Cẩn, Sano trong nhà kể lại, Cẩn là người rất ghét loại con gái nhan sắc, ống à ống ẹo, nhưng mà lại ngây ngô chưa biết mùi đời, chưa thông thạo chuyện trai gái gối chăn. Y chỉ đặc biệt thích những người đàn bà luống tuổi, đã có chồng với một hai đứa con, to khỏe, mắt sắc, lông mày rậm, mông nở, rành rẽ cái chuyện tò te tí te. Mỗi khi tìm được hạng người như vậy, Cẩn lại kéo ra vườn để mà cùng nhau quằn quại trên những đống rơm cho đến khi chân trồn gối mỏi. Nhưng mà đối với Cẩn, chuyện trai gái chỉ đến thế mà thôi, vì Cẩn rất là không thích trói buộc cuộc đời của mình với bất cứ một người đàn bà nào cả. Cho đến tận bây giờ, người dân xứ Huế vẫn còn dỉ tai nhau câu chuyện tình vô luân giữa Ngô Đình Cẩn với một cô gái tên là Thanh Hoàng, con gái của một phú gia giàu có ở thôn Vĩ Dạ. Theo đó thì Thanh Hoàng là vợ của một người được cho là con rơi của Ngô Đình Cẩn. Sau khi cô này ăn ở với chồng có đến hai mặt con, thì nhân một buổi cô này đến nhà của Cẩn có việc. Nhìn thấy vẻ đẫy đà của Thanh Hoàng, Cẩn mới đem lòng si mê rồi cho bắt luôn đến ở nhà mình để mà phục vụ. Để cho mà cái sự gần gũi với Thanh Hoàng không bị người chồng cản trở, Cẩn đã bằng mọi cách đưa chồng của Thanh Hoàng sang làm việc ở Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở châu Âu. Sau mỗi lần bị bạo chúa miền Trung ép phải làm chuyện mây mưa, đã khiến cho cô gái vốn xuất thân trong một gia đình trầm ảnh thế phiệt thì vô cùng là tủi hổ, nên đã đôi lần định trầm mình xuống dòng sông An Cựu để mà quyên sinh. Và bạn có thấy đủ độ quái chưa nào? Đến vợ của con rơi mình, có nghĩa là con dâu, thì cũng không hề tha, giống như trong mấy bộ phim Nhật vậy. Biết được Thanh Hoàng muốn quyên sinh, Cẩn đã ngăn chặn và hăm dọa: nếu Hoàng mà tự tử thì ta cũng buồn giàu mà chết, nhưng trước khi chết thì ta sẽ giết hết cha mẹ và anh em của Hoàng đã.
Vì thế mà Thanh Hoàng phải ngậm đắng nuốt cay, hầu hạ những thú vui xác thịt quỷ quái của Ngô Đình Cẩn. Thấy người đẹp âu sầu, Cẩn mới hạ lệnh cho bọn tay chân cất một tư dinh để nghỉ mát ở vùng Tân Mỹ, sát cửa biển Thuận An, và một tư dinh ở trên đỉnh núi Bạch Mã để đưa Thanh Hoàng tới đó hú hí cho thỏa thuê cái dục vọng đê hèn. Đủ thứ vui quẫy đạp ngang tàng khác của Ngô Đình Cẩn. Cẩn có cái thú vui của một anh điền chủ nên thích nhai trầu bòm bèm mỗi khi chơi cờ hay là đi thăm thú ruộng vườn. Vì vậy mà lúc bây giờ người ta còn gọi Cẩn bằng cái biệt danh khác là cậu út trầu. Về sau này khi Cẩn nắm quyền cai trị khét tiếng tàn bạo dã man cực độ nên dân chúng gọi Cẩn là bạo chúa miền Trung hay lãnh chúa miền Trung. Hồi đó thì không bao giờ đám tay chân xu nịnh xung quanh Cẩn dám gọi tên mà thường xưng hô với nhau về Cẩn bằng danh từ ông cậu. Mỗi khi có việc gì cần trình báo với Cẩn thì chúng thừa rằng bẩm cậu hoặc là bẩm ông cố vấn. Chỉ duy nhất anh em trong nội thân gia đình là vẫn thường gọi út Cẩn. Nói về những thú vui tiêu khiển của Cẩn, nhiều giáo dân cao niên sống trong vùng họ đạo Phủ Cam kể rằng trong các thú vui, Cẩn mê nhất là câu cá và khả năng câu cá của Cẩn cũng đạt đến mức độ thượng thừa. Dẫu rằng sau này khi đã chiếm trệ với chiếc cố vấn giữ ngôi lãnh chúa miền Trung, Cẩn vẫn rất mê đi câu cá. Thường thường ông cậu xách Cẩn ra câu ở bến Phủ Cam, đôi khi thay đổi thì xuống câu ở bến An Cựu hoặc ra sông Hương, có khi về câu ở Tân Mỹ vùng cửa biển Thuận An, hoặc là ngược lên câu ở khe Châu Ê gần Lăng Khải Định. Mỗi khi cậu Cẩn ngồi câu cá, thường có hai Zano ngồi hai bên để móc mồi gỡ cá. Cứ mỗi lần ông cậu giật cá của bên phải hay bên trái là ngay lập tức Zano phải gỡ cá móc mồi cho thật nhanh, chậm chạp là bị Cẩn mắng chửi ngay tắp lự, hoặc có khi còn bị đánh đập một cách oan uổng nữa. Ngoài thú đi câu cá, Ngô Đình Cẩn còn một thú chơi đá gà và là một tay chơi đá gà thuộc vào hàng cự phách. Loài gà nào đá hay, giống gà nào lì đòn có thể thư hùng được nhiều hiệp đấu. Tướng con gà nào khi đá sẽ tung ra đòn hiểm ở hiệp quyết định, Cẩn đều rất là tỏ tường. Nhờ vậy mà những con gà nòi của cậu Cẩn thường xuyên giành được thắng lợi trong những trận tỉ thí với những thần kề nức tiếng khác ở trong vùng. Trong gia đình thì Cẩn là đứa con học hành không đến đầu đến đũa so với anh em mình. Nhưng mà ngược lại, Cẩn là người có bẩm tính thông minh, lành lẹ, có nhiều mánh khóe và tài vặt. Nhiều lúc trở nên thủ đoạn, theo kiểu của mấy anh lý trưởng, thừa hưởng hoa lợi từ ruộng nhà của những người đàn bà góa bụa. Vì vậy mà Cẩn rất là tinh quái trong việc cai trị kẻ dưới trướng bằng lời nói và roi vọt. Khi Phật ý là Cẩn sẵn sàng chửi cha chúng nó lên và xem đó như một thú vui của một con người quyền thế. Những người từng có dịp gần gũi gia đình Cẩn kể lại rằng, ngoài những thú vui như câu cá đá gà, nuôi chim kiểng, thậm chí là cưỡi bò chạy lông nhông ngoài phố, ông ấy còn rất thích chơi hoa kiểng và cả bonsai, đặc biệt là cái việc thiết kế xây dựng những hòn non bộ ở trong vườn nhà mình. Con người quái đản này cũng dành nhiều thời giờ để nghiên cứu về các loài hoa. Có lẽ vì vậy mà Cẩn học được tính nhẫn nại mỗi khi chờ xem hoa quỳnh nở hay đứng nhìn lá vàng rơi rụng mỗi độ heo may về. Cẩn mê hoa đến độ biết chọn loại hoa nào phù hợp với vận mệnh của mình, biết uốn ép dáng thế cho cây theo chữ tượng hình ra làm sao. Lúc hứng khởi, Cẩn từng nói với mấy Zano rằng chơi hoa thì phải biết thưởng thức mùi hương đúng vào thời khắc cánh hoa từ từ hé mở. Nói chung thì Cẩn là người đam mê những trò tiêu khiển, biết bỏ công sắp đặt trong vườn sao cho phù hợp với không gian phong thủy chung quanh. Và đương nhiên những gì Cẩn đã mê thì bằng mọi cách phải tìm cho bằng được, thậm chí nếu cần tung chiêu thủ đoạn để chiếm đoạt cho mình, Cẩn thì cũng chẳng ngại ngần. Nhắc đến cái thằng em ngang tàng như Cẩn thì đến mấy ông như ông Thục, ông Diệm, ông Nhu đều cùng chung một nỗi bực mình. Cứ mỗi lần về thăm, mấy người anh dặn dò út Cẩn phải chăm lo hương hỏa đôi điều, rồi họ lại lên đường ra đi biển biệt, mỗi người theo một chí hướng, một con đường riêng. Và video ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và nhớ là subscribe Tagawai ngay lập tức để đón xem những video mới nhất từ mình. Chân thành cảm ơn các bạn.